Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thiên tai mưa bão tiếp tục đe dọa cuộc sống của người dân miền Trung. Giữa lúc khó khăn ngặt nghèo, lực lượng công an đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người dân. Xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch thân thiện, an toàn, trong đó có sự nỗ lực không nhỏ từ những lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh an toàn cho du khách. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 11 tại Hà Nội, Cụm thi đua số 1 Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2020 và tổng kết trao giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và cuộc thi sáng tác ảnh về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân. Trong năm, các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác nắm chắc tình hình, điều tra cơ bản, tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội nghị đã tập trung đánh giá, bình bầu, lựa chọn những tập thể tiêu biểu xuất sắc trong cụm thi đua để đề nghị Chính phủ, Bộ Công an biểu dương, khen thưởng. Tại hội nghị cũng đã tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và cuộc thi sáng tác ảnh về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân. Trong đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã đạt một giải nhì, hai giải khuyến khích trong cuộc thi ảnh và một giải ba và một giải khuyến khích trong cuộc thi viết. Cũng vào thời gian này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố đã đến dự và chúc mừng nhân dân phường Chính Gián, quận Thanh Khê nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Chính Gián đã luôn thể hiện sự quan tâm và tạo mọi điều kiện để các tổ chức hội đoàn thể phường cùng tham gia hưởng ứng các phong trào, mô hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên vui mừng trước những kết quả mà chính quyền và nhân dân phường Chính Gián đã đạt được trong năm qua. Mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường các giải pháp, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội được giao. Trước đó, tại khu dân cư Hải Hạc 2, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu đã diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân ở khu dân cư. Cùng dịp này, Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhân ngày truyền thống. Ngày 19 tháng 11, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố cùng lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ đã tổ chức đoàn đến thăm chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Học viện Chính trị khu vực 3, Trường Chính trị thành phố và Đại học Đà Nẵng nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Giám đốc Công an thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, các đơn vị và mong rằng các thầy cô giáo ngày càng có thêm sức khỏe, lòng nhiệt huyết, tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người, đồng thời chia vui với những thành quả trong công tác giáo dục và đào tạo mà các đơn vị đã đạt được trong năm qua. Ngày 19 tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an và Công an thành phố Đà Nẵng đã ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ, đảm bảo an ninh an toàn cho các đối tượng cảnh vệ khi đến thăm làm việc tại thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của các cơ quan ban ngành có liên quan trên địa bàn thành phố. Việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác cảnh vệ đã đánh dấu bước phát triển trong quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan. Đây là căn cứ pháp lý để cán bộ nhân viên hai đơn vị phân định rõ trách nhiệm, thống nhất thực hiện nhiệm vụ để hướng đến hiệu quả cao nhất. Cùng với đó, việc thực hiện tốt các nội dung của quy chế phối hợp sẽ giúp bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại, hợp tác và phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới ở một địa bàn chiến lược. Ngày 18 tháng 11, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho lực lượng công an phường xã. Với thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được hướng dẫn truyền đạt một số văn bản pháp luật về công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chức năng nhiệm vụ, nội dung quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an cấp phường xã, những kiến thức cơ bản về cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, quy trình kiểm tra tính năng, tác dụng và cách sử dụng một số loại phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng như thực hành sử dụng một số loại thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngày 19 tháng 11, Phòng Tổ chức Cán bộ Công an thành phố phối hợp với Công an huyện Hòa Vang tổ chức lễ bàn giao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho hai gia đình chính sách
là bà Phan Thị Cầm và bà Đặng Thị Thường là vợ và mẹ của những liệt sĩ công an nhân dân đã hy sinh với tổng số tiền 100 triệu đồng. Tại buổi lễ, đại diện các gia đình chính sách cảm ơn sự quan tâm của cán bộ chiến sĩ công an thành phố đã giúp đỡ cho gia đình có kinh phí sửa chữa ngôi nhà đã xuống cấp, hư hỏng để ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi đến cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân những lời động viên cảm ơn trước những nỗ lực trong công tác phòng chống thiên tai, cứu giúp nhân dân các tỉnh miền Trung chống chọi, khắc phục mưa lũ thời gian qua. Sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, niềm tin yêu của nhân dân chính là nguồn động lực to lớn để những cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng và lực lượng công an toàn quốc tiếp tục quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách được giao trong mọi hoàn cảnh. Bão số 9 vừa qua thì cơn bão số 13 lại ập tới. Dồn dập thiên tai bão lũ mà người dân miền Trung phải oằn mình hứng chịu là liên tiếp những ngày trời, lực lượng công an căng mình triển khai các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ, đồng hành cùng nhân dân. Ngày trước bão số 13 đổ bộ, lực lượng công an toàn thành phố gác lại một bên nỗi lo cho gia đình để cùng với bà con nhân dân gia cố nhà cửa, sơ tán người dân vùng xung yếu đến nơi an toàn. Sơ tán thì giờ có hộ dân ở bên sườn núi có nguy cơ là sạt lở, rồi những người già neo đơn, những cái hộ mà có nhà là ở không có kiên cố, đặc biệt là những người già neo đơn bệnh tật. Trên tuyến đường thủy, cảnh sát giao thông đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông đã triển khai lực lượng thường xuyên kiểm tra, rà soát và đưa toàn bộ người dân lên khu vực tránh trú bão an toàn, đảm bảo không còn ai ở lại lồng bè hay tàu thuyền. Tại khu vực Vịnh Măng Quang, trong chiều ngày 14 tháng 10, Công an phường Thọ Quang đã triển khai lực lượng xuống địa bàn để kiểm tra. Thưa quý vị và các bạn, đây là khu vực Vịnh Măng Quang, nơi mà có rất nhiều hộ dân của phường Thọ Quang nuôi cá lồng bè. Và lúc này đây là khoảng 4 giờ chiều, gió và mưa đã bắt đầu rất lớn. Lực lượng Công an phường Thọ Quang đã đến tận địa bàn kiểm tra xem những hộ dân nào vẫn còn ở lại đây để bảo vệ tài sản. Qua công tác mà vận động tuyên truyền và có nhiều cái tuyên truyền thích hợp nên các hộ dân đã đồng ý và di dời. Khuya ngày 14 tháng 10, khi bão cách đất liền Đà Nẵng 80 km, mưa to, gió giật mạnh, sóng biển dâng cao vào bờ, cảnh sát giao thông Đà Nẵng lại túc trực khắp các ngã đường, đặc biệt là các lối dẫn vào những cây cầu, đảm bảo không một ai được lên cầu di chuyển vào thời điểm nguy hiểm này. Chúng tôi sử dụng tất cả các phương tiện, thiết bị sử dụng để phòng chống thiên tai lụt bão, chẳng hạn như là xe cứu hộ cứu nạn, rồi các cái máy móc cưa phòng khi cây ngã đổ để mà giải quyết tránh ùn tắc giao thông hoặc là gây cản trở chướng ngại vật trên đường. Bên cạnh đó thì chúng tôi bố trí lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và hướng dẫn người dân về thực hiện tránh trú bão an toàn. Bão số 13 tuy không đổ bộ vào thành phố Đà Nẵng nhưng đã tác động không nhỏ đến các tuyến đường ven biển và các bãi biển. Công an các đơn vị địa phương, đặc biệt là lực lượng cảnh sát cơ động sau bão đã huy động lực lượng thu dọn vệ sinh đường phố. Lớp cát đóng rất là dày nên là cái công cụ, cái dụng cụ để dọn cái cát này là nó rất là thiếu thốn, nó có hạn chế về cái công cụ. Thành ra nhưng mà anh em chúng tôi vẫn quyết tâm để làm sao cho dọn cho nó sạch để giữ cái môi trường của bãi biển cho nó sạch đẹp. Tình hình mưa lũ còn kéo dài và diễn biến rất phức tạp. Lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương để làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, không để tính mạng và tài sản của nhân dân bị đe dọa, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, góp phần làm ngời sáng thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tiếp theo là phần tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bắt giam đối với La Xuân Thành, 37 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, vào tháng 8 năm 2019, Thành ký hợp đồng với công ty cổ phần bất động sản Liên Hào miền Trung về việc chuyển nhượng 17 thửa đất tại Ba Đồn, Quảng Bình với giá trị gần 27 tỷ đồng. Công ty bất động sản đã chuyển tiền cho Thành gần 26 tỷ và yêu cầu thực hiện thủ tục chuyển nhượng.
Tuy nhiên, Thành không thực hiện mà đem 12 thửa đất chuyển nhượng cho người khác với số tiền hơn 16 tỷ, thế chấp tại ngân hàng 2 thửa đất với số tiền 2 tỷ và số đất còn lại đem thế chấp để vay bên ngoài lấy 6,5 tỷ. Căn cứ vào hành vi phạm tội của Thành, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam. Chiều ngày 18 tháng 11, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê đã tạm giữ hình sự Trần Thế Anh, 35 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại một số trường đại học. Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Khê đã khẩn trương vào cuộc và xác định được Trần Thế Anh là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp nói trên. Đến ngày 17 tháng 11, Công an quận Thanh Khê đã bắt giữ được Thế Anh khi đang lẩn trốn tại quê nhà. Làm việc với cơ quan công an, Thế Anh thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Bằng dáng vẻ trí thức, Thế Anh dễ dàng trà trộn vào các trường đại học ở Đà Nẵng và trộm cắp nhiều laptop để trong các phòng làm việc và phòng giảng dạy. Qua xác minh ban đầu, Trần Thế Anh khai nhận đã thực hiện chót lọt 4 vụ, 7 laptop tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Lợi dụng sơ hở của bị hại tại khu nhà trọ sinh viên, Phạm Đình Nguyên 29 tuổi và Trần Thanh Hải 24 tuổi quê tỉnh Quảng Bình đã dùng đoàn phá khóa trộm một chiếc xe máy. Nhận được tin báo, Công an phường Hòa Cường Bắc đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cùng với đối chiếu hình ảnh qua camera đã bắt giữ được cả hai đối tượng. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vinh, 32 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng, 16 năm tù về hai tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, do muốn có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, bị cáo Vinh đã đặt một đối tượng trên mạng xã hội làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại khu đảo nổi Khuê Trung thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ. Sau đó, Vinh đã bán lô đất này cho bị hại với số tiền đặt cọc 1 tỷ 250 triệu đồng. Khi bị phát hiện, Vinh đã lấy lại sổ đỏ trên và đem vào Quảng Nam để lừa đảo những người dân khác thì bị công an Quảng Nam phát hiện, bắt giữ. Đến thời điểm hiện tại, số tiền Vinh lừa đảo lên đến hơn 5 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, du lịch tại thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Với lượng khách du lịch ngày càng tăng đã cho thấy sức hút mạnh mẽ và vị trí của thành phố Đà Nẵng thăng hạng vượt bậc trên bản đồ du lịch thế giới. Để có được vị trí ấy, phải kể đến sự phối hợp vô cùng quan trọng giữa Sở Du lịch và Công an thành phố Đà Nẵng, giúp cho mỗi du khách đều cảm thấy thoải mái, an toàn và đều muốn trở lại với thành phố xinh đẹp này. Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 được diễn ra thành công, đưa hình ảnh một Đà Nẵng hiện đại, thanh bình, giàu bản sắc văn hóa với lối ứng xử văn minh, thân thiện, hiếu khách đã động lại trong tâm trí các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới và khu vực cũng như các doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu lần đầu tiên đến nơi đây. Sự phối hợp giữa Sở Du lịch và Công an thành phố còn thể hiện trong việc tổ chức thành công các sự kiện, hội thảo quan trọng mang tầm quốc gia và khu vực. Điều này đã thực sự gây ấn tượng sâu sắc cho khách du lịch trong nước và thế giới về một thành phố đang đổi thay từng ngày. Lần đầu tiên là mình đến thăm thành phố Đà Nẵng, mình thấy thành phố rất là đẹp và sạch. Và thứ hai nữa là về công tác an ninh cũng như là trật tự giao thông rất là tuyệt vời và rất là đúng là một thành phố người ta nói là đáng sống và mình thấy rất là tuyệt vời như vậy. Với quy chế phối hợp được ký kết trong 3 năm qua, Sở Du lịch và Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường du lịch, tạo điều kiện để các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch đúng pháp luật, hướng dẫn du khách thực hiện đúng quy định về cư trú, đi lại, tăng cường quản lý, kiểm tra người nước ngoài cư trú và hoạt động sai mục đích nhập cảnh vào Đà Nẵng. Đến nay, đã phối hợp kiểm tra xử phạt 242 trường hợp cá nhân vi phạm với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Cả hai đơn vị đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp mới nhằm bổ sung các quy định để phù hợp hơn với tình hình thực tế diễn ra trên địa bàn. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình và trên cơ sở có quy định của quy chế phối hợp giữa hai ngành thì các đồng chí chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, tiếp cận được các cái nguồn thông tin, rồi các đồng chí tiếp cận được các công việc theo chức năng của từng lĩnh vực để mà các đồng chí chúng ta cùng phối hợp để mà xử lý những cái vấn đề có liên quan đến cái an ninh trật tự. Để du lịch phát triển ổn định, bền vững thì nhất thiết phải có một môi trường an ninh an toàn. Đấy chính là điều kiện tiên quyết khiến mỗi du khách không ngần ngại khi chọn Đà Nẵng là địa điểm hàng đầu để vui chơi, nghỉ dưỡng. Bằng sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa Sở Du lịch và Công an thành phố sẽ góp phần giúp Đà Nẵng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển, hướng đến xây dựng thành phố đáng sống trong tương lai. Đến đây, chuyên mục truyền hình An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.